theo như kết quả khám nghiệm tử thi ba lý qua đời là do cơn độc quỵ và một vết thương da đập trên đầu vết thương này không phải là bị tấn công mà là do té ngã Do con sợi dây chuyền các anh đã tìm ra được chủ nhân của nó chưa nó có phải của hung thủ không chúng tôi đang tiến hành lấy dấu vân tay cũng không đơn giản bởi sợi dây chuyền đã được trông dưới đất hơn 2 tuần rồi. Anh cố gắng giúp chúng tôi sớm tìm ra hung thủ đã sát hại cô Lý. Để linh hồn cô được yên nghỉ. <laughs> anh kiên tâm. Cảm ơn anh. Trong quá trình điều tra, chúng tôi được biết luật sư là con nuôi của bà Lý. Cô Lý là bạn thân của cha mẹ tôi. khi cha mẹ tôi qua đời. Cô đã mang tôi về nhà, nhận làm con nuôi. Với tôi, cô lý ân trọng như núi. Dạy dỗ tôi như một người cha. Yêu thương tôi như một người mẹ. Vậy chắc anh hiểu rõ mâu thuẫn giữa cô Tuyết và bà Lý. Tôi biết. Các anh đừng nghi ngờ Tuyết. Nhưng không phải đâu. Tuyết là một cô gái nóng nảy và bồng bột. Mặc dù cô ấy làm cho cô Lý lo lắng, nhưng Tuyết không phải là người xấu đến mức giết hại cô của mình. Xét cho cùng, điều này không có lợi gì cho cô ấy. Luật sư bên và cô Tuyết có phải xuất phát từ tình cảm cá nhân không? Hai người đã có thời gian dài sống chung với nhau như người thân trong gia đình. Hơn nữa bà Lý còn có ý muốn anh và cô Tuyết kết hôn với nhau cho nên đây có thể là lý do để anh nói tốt cho cô tuyết anh nghi ngờ là đúng trong mắt tôi tuyết không khác gì một đứa em ruột nhưng trong lòng tôi cô lý là một người mẹ nếu em gái tôi có lỗi với mẹ tôi nhất định sẽ không tha thứ vì bên cạnh là một người anh, một người con. Tôi còn là một luật sư. Luật pháp và sự thật là chân lý sống của tôi. Ừ. Tránh ra coi. Đâu rồi? Ây à da. Dạ. Em làm gì vậy? Nói cho anh biết đi. Anh đừng có hỏi nữa để em tập trung đi Ừ. Ừ. Wow, cảm ơn cô. Ừ, đẹp hơn. <không>? Ừ. <laughs> con thích không dạ yeah, đẹp <cười> <cười> đẹp quá à <laughs> đẹp quá à <laughs> chị năm nè dạ yeah. Chỉ ở nhà coi mấy đứa nhỏ cẩn thận. Tôi về thành phố có chút chuyện nha. Dạ, tôi biết ừ. rồi. Con nhớ giữ sợi dây này cho cẩn thận nha, cô tặng cho con đó. Em hả? Ừ. chị đi Tại sao mẹ ở đây? Em ở đây với ba má của em á Ba má mày là ai? Ba má em làm giường ở dưới á Sao ông bữa mày tới nhà tao? Cô tao không nói mày là con của ông Lộc Tại lúc đó em chưa phải là con À thì ra mày là con nuôi Đồ thứ trôi xong là chợ Trả sợi dây chuyền lại cho tao Sợi dây chuyền nào? Sợi này chứ sợi nào? Sợi này của tao Tất cả những gì của cô tao đều là của tao Mày không có quyền gì hết nghe chưa? Mày chỉ là con của ông làm vườn thôi Tao mới là cháu ruột của cô tao Nếu mà mày mép với cô tao chuyện này Tao sẽ đánh mày đó Đi ra, đi ra. Con mới là cháu ruột của cô Cây này là của con Em nhớ là em để nó ở đâu đây mà Không lẽ ông bà Lộc dọn dẹp rồi dứt đi đâu rồi Là cái gì mới được Em phải nói thì anh mới biết, mới phụ em được chứ. Sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền gì? Sợi dây chuyền của cô tặng cho em lúc nhỏ đó. Chắc là trốn rồi. Không biết trên biết dưới gì hết. lâu quá vậy? này không ổn rồi sao giờ này tuyết vẫn chưa tới cô ta định giữ trò gì nữa đây alo tôi nghe luật sư ơi các cổ đông đã đến đầy đủ rồi khi nào chúng ta bắt đầu họp chú thành đến chưa dạ đến rồi ạ à. được nói với họ tôi qua liền dạ em biết ngay mà thằng đại hả em chứ còn ai vô đây nữa nè em phải bắt nó mua công ty mình mới được nghe em biết rồi anh đục nước béo cò quá đó anh làm gì tổ ấm của chúng mình mà thôi được rồi để em nói chuyện với nó alo em đến chưa mọi người đang đợi em kìa ok em sẽ đến với điều kiện anh phải giúp em mua lại công ty bất động sản thái an trong hôm nay em à việc mua bán một công ty không thể làm trong một ngày được với lại, anh không phải là giám đốc điều hành. Anh không thể tự quyết định chuyện mua bán được em mà Vậy thì sẵn trong cuộc họp cổ đông hôm nay, anh hợp thức quá chức vụ giám đốc điều hành cho em luôn đi. Em sẽ giải quyết vụ mua bán này mà không cần anh chịu trách nhiệm gì hết. Em không phải muốn làm là làm. Em đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu không được thì thôi, bắt em đứng mũi chịu sao mà không cho em ra giá hả? Còn lâu quá. Em chờ một lát. Luật sư ơi, các cổ đông hỏi là khi nào chúng ta bắt đầu hợp được? Tại vì hình như là họ đang rất sốt ruột Nói với họ là 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu Dạ em xin phép Em à Nếu anh không đồng ý thì em cấp máy nha Khoan đã Em đến công ty họp đi Yêu cầu của em anh sẽ bàn sau Không có bàn gì nữa hết á Trong hộp này em cần 1 tỷ 2 để mua căn hộ cao cấp Anh phải làm sao để em sử dụng tiền của công ty mua bán vụ này đi thôi được em đến liền đi à, em đến rồi nè em là nhất trên đời này có mỗi em là số một thôi <laughs> thôi mệt quá đừng có nịnh nữa em vô họp nha vậy hả vậy khi nào em mới chuyển 2 tỷ qua cho anh mua nhà ừ, có lẽ là sau cuộc họp đầu giờ chiều nha <laughs> thôi em đi đây có gì xong em sẽ gọi cho anh ha ok em anh à những gì tôi biết về bà lý tôi đã khai hết cho anh rồi sao tự nhiên hôm nay anh lại kêu tôi lên đây nữa tôi đâu có phạm tội gì đâu anh anh có biết bà trần an lý đã chết rồi không hả anh nói cái gì bà lý chết rồi hả à, 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 chết hồi nào vậy anh cách đây ba ngày chúng tôi phát hiện xác của bà lý được chôn trong sân căn biệt thự ở bình dương của bà và theo như kết quả khám nghiệm tử thi bà lý đã chết trước đó hơn hai tuần cái gì chết hơn hai tuần rồi anh mày sao bà chết vậy anh qua điều tra chúng tôi kết luận bà lý bị sát hại hung thủ đã dùng vật cứng đập vào đầu bà chỉ làm bà bị nhồi máu cơ tim và thiệt mạng Em sẵn sàng chưa? Dạ rồi ừ. Hãy nhớ những gì anh dặn Tuyệt đối bình tĩnh Đừng để cô đông nghi ngờ năng lực của mình Dạ Cô lên Tôi đã nói rồi mà Vị trí này Công ty này Trước sau thì cũng thuộc về tôi thôi Cô ơi Hãy phù hộ cho con Bây giờ mình vô nha Kìa kìa Ừ. trước đây anh đã khai bà lý nhờ anh đến nhà lấy đồ giao cho người lạ nhưng vào thời điểm đó bà lý đã chết rồi thì làm sao có thể nhờ anh làm được chuyện đó ai đã đứng sau chuyện này hay là anh tự bị chuyện khai man à, dạ dạ tôi 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 không biết gì hết á nếu anh không khai thật, chúng tôi buộc nghi ngờ anh chính là kẻ sát nhân đã gây ra cái chết ừ. cho bà Lý. Anh, anh ơi, anh ơi, tôi, tôi, tôi không có giết bà Lý đâu anh. Tôi giết bà ta làm gì, tôi giết bà đâu có lợi cho tôi đâu. Tôi không có đâu anh, 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 anh đừng có vu quan cho tôi nha. Vậy tại sao anh lại nói dối? Nói bà Lý nhờ anh đến nhà lấy đồ. Chết mình rồi. Nói thật thì mình và Hương bị khép tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nói dối thì bị nghi giết người Làm sao bây giờ trời ơi Cô ta là ai? Dạ à. vâng xin chú Thành và mọi người bình tĩnh Đây là cô Trần Ánh Tuyết Cháu gây ruột của Tổng Giám Đốc hôm nay cô sẽ đại diện cô lý thông báo với quý cổ đông một vài thông tin quan trọng tại sao bà lý không trực tiếp chủ trì cuộc họp mà lại đưa cô cháu gái hỉ mũi chưa sạch này ra nói chuyện đừng có xem thường chúng tôi quá à. mình không được rung mình phải chứng tỏ tác phong và bản lĩnh của người thừa kế công ty này mình là cháu ruột của cô mà cháu xin lỗi vì để các bác các chú chờ đợi xin các bác các chú cho cháu một cơ hội để được thông báo một tin rất quan trọng và sẽ có một lý do tại sao cháu đứng ở đây thay cô của mình giải trình các vấn đề của công ty có gì thì cô nói nhanh lên chúng tôi không có thời gian chúng tôi đến đây để gặp bà lý chứ không phải để gặp cô cô cháu cũng là bà Trần An Lý đã qua đời cái gì vậy hả, hả? hả? bà lý chết bà rồi hả sao vậy sao lại vậy? sao tự nhiên Ní chết ty thì sao ti thì bây giờ ai quản lý ai, ai, quản lý đây, đây. chết hồi nào vậy tôi ai giải quyết trời ơi bà chết rồi giờ công ty thì sao đây ai sẽ quản lý công ty anh có mối quan hệ gì với bà lý để bà ta tin tưởng anh như vậy thưa anh thực sự bà lý bà có điện thoại cho tôi nếu không tin nữa, anh hỏi bà Năm giúp việc nhà bà Lý đi Bà đã nói chuyện với bà Lý Nên mới dám cho tôi vô nhà Tôi tôi không biết bà Lý đã chết Còn cái việc mà Ai giả giọng bà Lý gọi điện cho tôi á, Thì làm sao tôi biết được Anh và bà Lý có mối quan hệ gì Kiểu này là giấu hết được rồi Thôi Tội giết người nặng hơn tội khai man Lo tính mạng quan trọng hơn Dạ Tôi... tôi là người tình của bà Lý Sự vắng mặt của cô cháu vừa qua Đã làm ảnh hưởng đến công ty Và lòng tin của các chú các bác Cháu thay mặt người cô đã mất Xin lỗi mọi người Cô Anh Tuyết Sẽ là người tạm thời Thay thế vị trí giám đốc điều hành Để tiếp tục quản lý các dự án đầu tư của công ty với kiến thức quản trị trong 4 năm du học ở nước ngoài. Và sự hỗ trợ của các cộng sự đã có nhiều năm gắn bó với cô Lý. Xin các quý cô đông, hãy ủng hộ cô. Chúng tôi đâu biết năng lực cô ta tới đâu mà tin tưởng. Trước đây chúng tôi tin tưởng bà Lý nên mới bỏ tiền đầu tư vào công ty. Giờ bà Lý mất rồi thì đưa người nhà còn non kinh nghiệm đứng ra lèo lái. Sao chúng tôi yên tâm được? À, đúng rồi đó. Cho dù cô ấy có đi du học ở nước ngoài, nhưng mà không có kinh nghiệm, thì làm sao mà cô ấy có thể quản lý công ty Nam Á này được chứ? Ừ, đúng rồi. Học, học là khác chứ. Về thực tế, sao mà quản lý không được không công ty lớn? Ờ, đâu phải là, 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 là Là người tình của Bình. Lại đang mang thai đứa con của anh ta. Cô có biết Bình có quan hệ tình cảm với bà Lý không? tôi cô không nhận biết mà còn ủng hộ nữa có đúng không dạ không có tôi không có biết gì hết á tôi không biết thiệt mà cô có biết nếu chúng tôi phát hiện ra có gì gian dối trong lời khai của cô gây cản trở cho quá trình điều tra của chúng tôi tìm ra hung thủ giết người đến lúc đó thì cô sẽ bị khởi tố và bắt giam không anh bệnh dặn mình không được khai thật Nếu không sẽ lộ chuyện mình giả giọng bà Lý Tôi đã nói là tôi không biết gì hết mà Anh không tin tôi hả Tôi nói là tôi không biết gì mà Tôi không có biết gì về chuyện Chuyện của bà Lý quen với anh bệnh hết á Tôi sẽ chứng minh năng lực của mình Không phải qua lời nói Mà bằng con số nói thì dễ nhưng làm được thì mới khó đuổi trẻ háo thắng hay hứa đùa hứa đại trước những vấn đề vượt quá sức mình tôi nghĩ là cô không nên gánh trách nhiệm này trên vai nếu không đủ tự tin tôi thấy chúng ta cứ thuê quản lý người nước ngoài để tổ chức lại công ty một cách khách quan hơn để tránh trường hợp nam á phát triển theo hình thức công ty gia đình đúng vậy thuê quản lý người nước ngoài mới có thể giúp công ty quốc tế hóa được. Xin lỗi. Xin mọi người cho tôi phát biểu. Với tư cách là luật sư, quản lý vấn đề pháp lý của công ty Nam Á. Theo luật, người nắm cổ phần cao nhất trong công ty sẽ có quyền quyết định cao nhất. Bà Trần An Lý sở so hữu 60% cổ phần công ty đồng thời cũng là người sáng lập là người đại diện pháp lý ở cương vị chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc và giám đốc điều hành công ty nam á này bà an lý đã qua đời theo luật cô tuyết là người thừa kế hợp pháp cổ phần của bà lý sau khi chúng tôi nhận giấy chứng tử từ cơ quan chức năng và trong thời gian công an tìm ra kẻ sát nhân là ai để an ủi linh hồn của cô lý tôi với tư cách là luật sư của bà sẽ công bố di chúc của bà lý để lại khi đó cổ phần thừa kế của cô tuyết sẽ được hợp pháp hóa trong thời gian này không ai thích hợp hơn cô tuyết đảm nhận trách nhiệm mà bà Lý để lại. Xin mọi người thay vì phản đối thì hãy ủng hộ cô ấy để làm tròn trọng trách, vực dậy niềm tin của công ty trong mắt các nhà đầu tư. Để chứng tỏ năng lực của mình, tôi sẽ làm 3 điều trong thời gian đảm nhận vai trò vị trí giám đốc điều hành. Thứ nhất, vực dậy cổ phiếu công ty. Thứ hai, bán 80% căn hộ Paradise House trước ngày cắt băng khánh thành. Thứ ba, đảm bảo tổng lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng 10% từ đây đến cuối năm. Nếu cô không làm được thì sao? Nếu vậy thì các cổ đông có quyền sang lại cổ phần. Tôi sẽ mua hết. Điều kiện gì mà kỳ vậy? Chúng tôi đã đổ vào Nam Á biết bao nhiêu tiền. Góp phần xây dựng công ty lớn mạnh như ngày nay chẳng lẽ để gia đình các người cướp trắng như vậy sao chúng ta đang đi trên một con thuyền không nên tự công kích lẫn nhau để con thuyền chao đảo chẳng lợi ích gì hết nếu không tin tưởng nhau tôi đồng ý cho cô tuyết thử thách một thời gian chúng tôi đồng ý chúng tôi đồng ý tôi cũng đồng ý đồng ý mà anh hả hình như á từ hồi em có bầu tới giờ á em bớt ngu hơn thì phải <laughs> anh biết sao không từ lúc trước tới giờ á em chết nhát muốn chết luôn vậy mà tự nhiên lúc nãy á em thông minh lên em khóc lóc em nói là em không có biết gì về mối quan hệ của anh với bà lý hết trơn á nếu không á bị lộ cái vụ mà giả giọng chết chắc luôn không ngờ là bà ta lại chết nghe tin bà chết anh cũng sốc thiệt còn em thì đầu thối ruột luôn nè từ giờ trở đi không biết lấy tiền đâu mà xài nữa còn lại sắp sinh con nữa anh hay là bây giờ anh đi kiếm việc gì làm đi anh biết làm gì bây giờ anh không có bằng cấp cũng chẳng có nghề ngỗng gì hết làm việc nặng thì không đủ sức làm việc trí óc thì không đủ năng lực <laughs> Chứ bây giờ đi làm việc tàn tàn á, thì lương sao đủ sống? Còn phải nuôi con nữa. Vậy là thảm rồi. Biết vậy á, lúc anh còn cặp với bà Lý, em đừng có ăn xài mua sắm quá mức. Thì bây giờ mình cũng dư được một ít rồi. Bây giờ em mới nghĩ được vậy là quá muộn rồi. Thôi đi. Lên nhà đi. Đi nhanh đi em Mệt Ủa? Ủa? Ủa Ủa Sao vậy Ai đang trong nhà vậy Ai vậy Ai trong đó gì vậy Tao nè Hả? Dì Tám Sao dì Tám ở trong nhà con Mày ngộ quá Hỏi ngộ quá nhà tao tao muốn vô lúc nào tao vô, vô dọn dẹp sạch sẽ giao nhà cho người ta, tụi bay tới ngày giao nhà cho tao mà tốn đi đâu vậy hả? À, gì mang đồ đạc của con, vì tám bỏ đi đâu hết rồi? Dọn để với gầm cầu thang kìa. Hả? À? Trời ơi, gì tám à? Dù gì tụi con cùng thuê căn hộ này hơn hai năm rồi, đóng biết bao nhiêu là tiền cho gì? Tụi à. con có thiếu gì tháng nào đâu? Ít ra thì gì để cho tụi con kiếm được nhà rồi mới dọn đi chứ? tao đã thông báo cho tụi bay cả tuần rồi chứ không phải hỏng nói đâu vậy là tình nghĩa lắm rồi còn trách móc gì nữa dạ con biết nhưng mà bây giờ tụi con chưa kiếm được nhà biết dọn đi đâu bây giờ tám cho ở thêm tuần nữa đi đâu có được bữa nay giao nhà cho người ta rồi làm sao tụi bay ở được gì dì... thông cảm cho tụi con đi vợ con đang có thai mà gì Vợ dạ, mày có thai chứ không phải tao có thai Nhà này nè Tránh ra à, Tự thận em Tám Hai đứa đến nhận dạ. nhà hả Dạ đúng, ừ. rồi <laughs> Là cô hả Bất ngờ không Bây giờ hai kẻ lừa đảo ra đường mà ở nha Mà bây giờ cô tôi chết rồi Cũng đừng hồng xin thêm một đồng nào nữa Đồ trai bao Cô Cô cô, cô đừng có quá đáng nha Ủa Em biết hai người này hả anh nghĩ sao mà em quen hạng người thấp hèn này vậy Hả <laughs> Vậy mà anh cứ tưởng Đúng tám ờ, ừ... ờ... Phải dạy cho con nhỏ này một bài học mới được Nó quá khinh người Nè, hai đứa ráng đợi chút xíu nha để tụi nó dọn ra hết sạch sẽ rồi mình dọn vô ha <laughs> Con trai tôi đi du học cùng với con bé đó Cho nên chuyện nó học hành ra sao tôi biết hết nó chỉ giỏi chơi bời chứ có học hành gì đâu Chú à Tuyết đã trưởng thành rất nhiều Sau cái chết của cô Lý Con mong chú hãy tin tưởng cô ấy Tôi không tin vào một đứa không có bằng cấp Mê chơi Năm cạn như con bé Tuyết Có thể điều hành được Nam Á Bà Lý chết rồi Nam Á cũng nên thay chủ để đổi mới Cậu trung thành với bà Lý thì còn chấp nhận được nhưng cậu đâu nhất thiết phải tiếp tục trung thành với con bé Tuyết đó Tôi biết cậu là người rất giỏi Nếu cậu giúp tôi thâu mua hết số cổ phần của con bé đó Nếu nó được thừa kế từ bà Lý <laughs> Cậu muốn gì cũng được <laughs> Xin lỗi chú Tôi không thể nào phản bội mẹ và em gái của mình được xem như tôi chưa nghe chú nói gì hết tôi sẽ chống mắt lên coi em gái cậu làm sao mà thực hiện được giao ước rồi cũng có ngày các người đang nghĩ tôi mua lại nam á thôi cô đi theo tôi anh làm trò gì vậy <laughs> kêu tôi ra đây tính bày trò lường gạt gì nữa phải không anh đừng có nằm mơ tôi chứ không phải cô tôi đâu nhìn cái này đi <laughs> là nó làm sao anh có được tấm hình này vậy anh lấy nó ở đâu hả cô không cần biết làm sao tôi có cũng không cần biết tôi lấy nó ở đâu tôi e là với sự thật mà tôi biết cô khó lòng mà nuốt trọn cái quyền thừa kế gia sản của bà lý <laughs> anh đang bị ấm đầu hả anh nói điên cái gì vậy để xem cô còn cười được không cô có biết đứa nhỏ trong bức hình này là con gái ruột của bà lý không nó mới chính là người thừa kế tài sản hợp pháp của bà lý chứ không phải là cô <laughs> Anh bày trò đúng là hay thiệt đó Ấm đầu hả? Cô bị điên hả? Sao cô có vẻ vui vậy? Hết trò rồi Sao lại đi nói đứa con gái nuôi của người làm giường Là con của cô tôi Đúng là bần cùng sinh đạo tặc mà Cái gì? Nó biết con bé này là con gái nuôi của ông bà già làm giường sao? Thôi, lỡ diễn rồi Bị tới luôn <laughs> Bởi vậy mới nói Cô tưởng mình biết nhiều nhưng thật ra cô chẳng biết một chút gì hết anh nói gì họ tên đầy đủ của cô là gì tôi không biết bởi công an xác nhận cô tự tử mà trong người không có bất kỳ tờ giấy tùy thân nào hết ờ nhưng Tại sao tôi phải tự tử? Thông thường thì các cô gái tự tử vì hai lý do. Lý do gì? Thứ nhất, tự tử vì tình. Thứ hai, buồn chán quá đến mức không muốn sống nữa. Thật vậy sao? Tôi đâu có biết đâu. Tôi bó tay rồi. Ủa, em, con nina nó sủa có nghĩa là con ma đang ở trong này phải không anh ừ em mang con nina đến đây làm gì em mang nó ra ngoài giùm anh đi em mang nó qua cho anh mà để nó đuổi linh hồn đó tránh xa anh ra anh không có cần đâu em mang nó ra ngoài giùm anh đi để nó sủa in ỏi trong công ty không có tốt đâu cô ta đang ở đâu anh nói đi ai nina mày tìm cô ta đi Ê Sao mẹ không sủa nữa Cô ta không có ở đây hả Hân à Em lại bày trò gì nữa đây Giờ em bày luôn đi <laughs> Anh á Em thấy anh lúc này sao có vẻ kỳ cục quá vậy Giống như là anh đang binh giờ con ma đó vậy đó ừ. Anh Đức Anh bị nó ám thiệt rồi phải không Em nói đừng có nói tầm bậy Vậy thì anh phải nói cho em hiểu đi Thôi được rồi Bỏ qua chuyện đó đi Anh đang muốn nói chuyện với em nè Chuyện gì? Cái gì? Sao để cho anh ta thuê lại căn hộ này chứ? <laughs> anh có nhà em cũng có nhà Mới vừa mua xong có bán được đâu Trong thời gian này cho anh ta thuê lại đi Bỏ nhà trống phí lắm Trời ơi, nhưng mà... Em đã quyết định rồi Em còn nhiều việc lắm, em về đây Anh phải tìm cho ra sự thật cho tôi đó Ok, cô cứ việc yên tâm đi Thiệt là tình à Đó, Tám thấy không? Ủa, em Em, đợi anh với <laughs> bà xã mời bà xã ngồi à, hồi nãy giờ có ai nghe gì không ta bây giờ tụi tôi được chủ nhà mới cho thuê lại căn nhà rồi tôi yêu cầu bà đem đồ lại cho tôi giòn ừ. ừ. thì giòn coi vậy mà cũng mòm mép dữ quá ha <laughs> gì vậy tám hân à em giải thích cho anh nghe đi em nói anh thái là anh trai của em vậy tại sao một người họ cao một người họ trần thôi chết sao anh ta lại biết chuyện này em có điều gì muốn giấu anh phải không à... À... không đâu có đâu à... anh hiểu lầm rồi à em với anh thái đúng là anh em mà ờ vậy tại sao hai người khác họ vì em và anh ấy là anh em cùng mẹ khác cha <laughs> em xấu hổ nên không dám nói anh biết sự thật này em xin lỗi nhưng như vậy có gì đâu mà em phải giấu anh <laughs> vì em sợ nếu anh biết ra gia đình của ba mẹ em rắc rối như vậy anh sẽ không còn thương em nữa <laughs> hân à sao em khờ như vậy anh yêu em vì em là em chứ đâu phải vì gia đình em đâu mà sao có thể vì chuyện người lớn họ sống thế nào rồi anh không yêu em nữa Nếu biết như vậy Em đã nói với anh ngay từ đầu rồi Xin lỗi anh Thôi được rồi không sao đâu Đừng có khóc nữa Thôi mà em Không sao đâu Mình làm sao vậy? Sao tim mình khó chịu quá? Em dừng xe lại làm gì vậy? Em với thằng đó có quan hệ gì mà ám đúng không? Nói cho anh nghe đi. Em nói đi. Sao không nói gì hết vậy? Nè, có phải tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? <laughs> cô quá đáng lắm. Trong khi tôi hết lòng hết dạ với cô, thì cô đi cặp kè với một cái thằng chẳng ra gì. Nó có cái gì hơn tôi? Cô nói đi. Anh xuống xe đi. Cô đuổi tôi xuống xe hả? Cô đừng có gì thằng đó mà cô đuổi tôi xuống xe nghe. Nè, cô có muốn tôi giết chết nó không? Anh xuống xe đi. Tôi quá mệt mỏi. Anh ghen tôi mù quáng đến mức, anh quên mất tôi là ai rồi. Tình cảm tôi dành cho anh như thế nào hả? Em. Loại người như tên mình mà tôi có thể yêu được sao? Anh đánh giá tôi thấp quá đó. Nhưng tôi mà... Nói cho anh biết nếu tôi không có thương anh á thì tôi mua căn hộ đó cho anh đứng tên làm cái gì nếu tôi không thương anh á cần gì tôi mua công ty bất động sản không có tiềm năng của anh em à anh xin lỗi em nha anh sai rồi em đừng giận anh nữa nha anh xin lỗi em mà tôi đang đối đầu rất nhiều việc anh không giúp được gì còn làm tôi bực bội nữa tôi không muốn nhìn thấy mặt anh tự đón taxi về đi Ờ, em anh xin lỗi em rồi mà nếu em mệt á thì cứ chia sẻ gì công ty với anh để anh phụ em cho Nha cưng anh nói thiệt đó tôi không muốn nhìn thấy mặt anh xuống xe và tự về đi xuống xe về đi em đi. nghe anh nói nè tôi không muốn nghe nữa đi xuống đi đi em anh xin lỗi em rồi mà nè đừng giận ha em 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 Sao lúc này tính tình tuyết thất thường vậy ta? Không được. Trong lúc này, tốt nhất là đừng nên chọc cô ta giận. Vụ đám cưới xong rồi tính gì thì tính. Bà Lý lại nói cho tôi biết. Đây chính là con gái ruột của bà. Đó là lý do. Bà Lý không muốn có con với tôi. Cô là người không biết gì hết mà cứ cãi bướng. Anh nói dối. Tôi sống với cô tôi từ nhỏ. Cô tôi sinh con, bọn tôi không biết sao? <laughs> con nhỏ này chỉ là đứa con gái của hai ông bà làm giường thôi. Cô còn bướng hả? Được, Cô có biết gì sao bà Lý tống cô qua Mỹ du học không? Biết gì sao không? Bởi vì bà ấy muốn cô qua bển ở luôn để khỏi tranh nạnh của cả với con gái của bà. Lẽ nào đây là sự thật? Cũng có thể hắn nói đúng. Nếu cô chỉ xem nó như đứa con nít bình thường của con người làm công thì đã không tỏ ra yêu thương nó như vậy, còn tặng nó sợi dây chuyền đẹp hơn cả của mình nữa. Tôi thấy Đứa con gái này chính là đối thủ đe dọa quyền thừa kế tài sản của cô. Nó là con ruột. Còn cô chỉ là cháu thôi. Cô nghĩ đi. Bên nào nặng, bên nào nhẹ. Hả? Anh muốn gì? Anh cứ nói ra đi. À, tôi á, thì tôi sẽ đứng về phía cô. Tôi sẽ giúp cô tìm đứa nhỏ trong hình. Để cho nó khỏi tranh giành quyền thừa kế của cô. Chịu không? Đổi lại á, căn hộ này thuộc về vợ chồng tôi. Anh điên hả? Đừng chỉ vì một tấm hình với siêu đắng lung tung mà gạt tôi. Tôi hiểu đứa con gái này hơn anh nhiều. Lo dọn nhà sớm, biến khỏi mắt tôi đi. Nè. Tôi nói cho cô biết. Nếu như cô không đồng ý, thì tôi sẽ tung tin này cho báo chí biết. Thử đi. Thử thách thằng này đi. Chén sành chẳng bao giờ sợ chén kiểu đâu. <laughs> anh đe dọa tôi đó hả làm gì căng thẳng vậy tôi không có ý đó đâu tôi cũng vì đường cùng mà thôi dù gì cô cũng cần tay chân để làm việc cho mình mà vậy sao cô không để cho tôi dẹp rác trên con đường thừa kế của cô <laughs> thuận lợi cả hai bên cô khỏi cần phải ra mặt đúng không Tôi ra mặt dùm cô. Cô khỏi phải dứng bận gì hết. Ừ. Mọi chuyện, giao cho tôi. Trò chơi... chỉ mới bắt đầu.